Sáng nay, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã tham dự lễ trao bằng kỷ lục công nhận 102 món ăn từ tàu hủ kỳ và dùng kèm tàu hủ kỳ đầu tiên tại Việt Nam với nguyên liệu chính là từ tàu hủ kỳ Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Cùng tham dự lễ có ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nhân dân tỉnh ủy, bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau thời gian kiểm tra hồ sơ và thẩm định trực tiếp tại buổi công diễn, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vikings quyết định trao bằng công nhận kỷ lục 102 món ăn từ tàu hủ kỳ và dùng kèm tàu hủ kỳ đầu tiên tại Việt Nam với nguyên liệu chính từ tàu hủ kỳ Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Đây là sự kiện quan trọng góp phần tôn vinh và bảo tồn làng nghề truyền thống, tôn vinh thành quả lao động, giá trị văn hóa và tinh thần to lớn của người dân xã Mỹ Hòa nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung, đồng thời giới thiệu ẩm thực đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long, thu hút sự quan tâm của du khách trong dịp Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024.